Xin chào tất cả các chị, các em. Rất vui được gặp lại các chị em trong chương trình Dance Sport cuối tuần. Hôm nay, em xin gửi tới các chị, các em bài hướng dẫn Baha Ma Mama, nhạc của Bonnie, rất phổ biến từ thế kỷ 20. Bài này gồm 64 nhịp đếm, đi 4 hướng. Các bước đi như sau. Bắt đầu bằng chân trái. Một, hai, ba, bốn, vòng mông từ phải qua trái nhá. Đấy, bốn nhịp em nào. Một, hai, ba, bốn, được chưa? Năm, sáu là các chị lùi cho em đi bước cha cha. Năm và sáu, bảy và tám. Dạ, em lại nhá. Câu một này. Một, hai, ba, bốn, 5 và 6, 7 và 8. Câu 2, lùi chân trái, 2, 2, tiến chân trái, 3 và 4, chưa? 5, 6 là chân phải chạy ngang, 5, 6, 7, 8, chưa? Em đi lại câu 1 nhé. 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8. Câu 2 này. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Câu 3 là bắt đầu chân phải đi ngược lại với câu số 1. 3, 2, 3, 4, 4 nhịp ạ. Lùi chân phải, 5 và 6, 7 và 8. Câu 4, lùi chân phải, 4, 2, 3 và 4, đúng chưa? Chân trái này, 5, 6, 7, 8. Như vậy là đi được 4 câu rồi ạ. Em đi lại cái câu số 1. 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8. Câu 2, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. No.
1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 5 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 6 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Đổi chân này, 7, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 8, 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8. Hướng tiếp theo là hướng bên tay phải 90 độ nhé. Ta đi lại từ đầu. 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 5 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 6 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 7, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 8, 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8. Lại đứng mới ở đây. 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 5 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 6 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 7, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 8, 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8. Thì đấy là 64 nhịp đếm của bài Bahama Mama. Bài này khá là hay. Bước đếm rõ ràng, hy vọng các chị thành công.